Trên quốc lộ 51, cả chiều về thành phố Hồ Chí Minh và chiều về thành phố Vũng Tàu đều đông xe. Tuy nhiên, chiều về thành phố Vũng Tàu có phần đông hơn, chủ yếu là xe du lịch cá nhân. Hiện tượng ùn ứ chỉ xảy ra tại các giao lộ khi các phương tiện chờ đèn tín hiệu giao thông. Em thấy hả? Đi lên giờ thì em thấy đường thì cũng đông, bắt đầu đông dần, cũng hơi khó khăn một chút tại vì đi cái len đường đi bộ nó hẹp quá nên phải đi len gần ra đường xe hơi. Chiều ngược lại em thấy rất là đông. Đèn xanh đèn đỏ thì có ùn tắc thôi chứ còn vẫn lưu thông bình thường. Em thấy là nó bị nghẹt ở dưới khúc kia, khúc xuống thôi. Bữa nay người ta xuống đi chơi còn đi về Sài Gòn là chắc em nghĩ phải mùng 6 người ta mới đi về nhiều. Đoạn có tình hình giao thông phức tạp nhất trên quốc lộ 51 là ngã ba Mỹ Xuân. Từ sau 8 giờ sáng trở đi, khi lượng xe qua khu vực này đông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tổ chức điều tiết giao thông tại chỗ. Tầm khoảng 8 giờ 40 thì lượng khách du lịch đi xuống hơi đông. Có bị tắc nghẽn ở ngay đoạn ngã ba Mỹ Xuân. Thì để đảm bảo về an toàn cho bà con đi chơi Tết vui xuân, anh em đã tiến hành điều tiết thì giờ nó đã ổn rồi. Tại trạm thu phí T3, khu vực gần ngã ba Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, do lượng xe đông hơn, các nhân viên thu phí đã tăng cường các điểm bán vé thủ công nhằm rút ngắn thời gian xe qua trạm, không để xảy ra ùn tắc tại khu vực này. Trong mấy ngày Tết thì so với ngày thường thì có tăng từ 5 đến 11%. Tuy nhiên là do là lưu lượng xe thì chủ yếu là xe nhỏ, cho nên là về tình hình trật tự giao thông thì lưu thông tương đối tốt, không có ùn tắc giao thông. Đến thời điểm này thì so với mọi năm thì lưu lượng xe nó còn quá ít. Theo thống kê, trong 3 ngày qua đã có 45.000 lượt xe qua trạm thu phí T3. Theo dự báo, vào ngày mùng 6 Tết, lượng xe đổ về thành phố Hồ Chí Minh sẽ rất đông và trạm thu phí T3 đã chuẩn bị các phương án giải phóng xe trong trường hợp xảy ra ùn tắc.